Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đức Khanh. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách làm một cái mỏ hàn mà nó không có dùng điện và cũng không có dùng pin. Mình không khuyên các bạn là trở về thời đồ cổ, nhưng mà có những lúc mà cần kiếp lắm, chúng ta sẽ sử dụng nó và nó có thể nó cứu bộ cho mình. Rồi, mời bây giờ các bạn cùng xem cách làm sau đây. Bạn cần dùng một viên pin tiểu, nó bị hư rồi. Mình sẽ lấy cái than ở trong cái viên pin này ra nha các bạn. Rồi bạn gấp đôi nó lại. Bạn dùng kềm bóp cái dẹp cái đầu nó lại, để sau này nó là cái mỏ hàn nha các bạn. Bạn để mỏ hàn cách lõi than khoảng 1,5 cm nha. Bạn dùng một dây đồng mềm quấn nó lại. Kết quả sau khi quấn dây đồng với lại cái mỏ hàn với lõi than là nó như thế này nha các bạn. Kế tiếp, bạn dùng một cái mũi khoan sắt 4 ly. Bạn dùng một khoanh kẽm. Ta tạm là một cái lò xo nha các bạn. Các bạn quấn sát vô. Rồi. Để cuối cùng bạn được một cái lò xo như thế này nha các bạn. Lò xo này chúng ta dùng để giữ cái lõi than lại nha các bạn. Đây. Tiếp đến bạn dùng một cái cán gỗ dài khoảng 1,5 thôi. Từ đây tới đây 15 cm nha các bạn. Rồi. Bạn chịu khó đẽo thành một cái hình như thế này. Sau khi mài, cắt, cưa, dũa, gọt, ta được cái cán gỗ như thế này nha các bạn. Bạn dùng cái dây thép cuốn cái lò xo lúc nãy, đặt vô cái mũi khoan, rồi bạn sẽ đặt ở đây. Nếu nó méo như vậy nha, bạn dùng tay xoay nó qua. Rồi. Đó, cho nó ngay vậy là được nha. Dùng một cái nắp chai. Bạn gắn cái mỏ hàn này vô nha. Bạn có thể để cái này nó nằm ở dưới nha. Quay cũng được, tùy theo các bạn. Rồi, bạn gắn vào đây. Đây, cái mỏ hàn của chúng ta sắp hoàn thành rồi đó. Mình sẽ dùng một đoạn đèn cầy. Mình lấy khoảng tầm 3 cm thôi nha các bạn. Đây. Đây là đoạn đèn cầy chúng ta sẽ cần. Rồi, mình sẽ đặt nó vào đây nha các bạn. Ở đây mình cũng có thể hàn vô những cái công tắc của quạt luôn nha các bạn. Nó tương đương với cái mỏ hàn khoảng 60W có đó. Mình không khuyên các bạn dùng thường xuyên, nhưng có thể đây là một cái giải pháp tình thế. Khi bí lắm chúng ta có thể biết cách để mà áp dụng trong những tình huống cấp bách mà không thể nào có được cái mỏ hàn hoặc điện hoặc là pin. Vì vậy tôi muốn chia sẻ để các bạn xem và nhớ, khi bức bí lắm thì chúng ta có thể áp dụng cách này để mà chữa cháy. Bạn dùng một đoạn keten
bạn lấy cái đoạn khúc ở trên, đoạn nhỏ. Khi mình uống 90 độ thì cái ống này nó bị gãy nên mình phải hàn lại nha các bạn. Bây giờ thì mình đã hàn được một góc 90 độ rồi nha các bạn. Bạn dùng cái kim vòi của keo 502, bạn cắt đi một đoạn ngắn ống này. Đây. Bạn dắt vô vậy là được rồi nha các bạn. Rồi. Lấy cái ống bẻ 90 độ lúc nãy, bạn đút vô đây. Rồi, bạn bấm ga nha. Đó, bạn để vậy thấy nó cháy là ổn rồi nha các bạn. Vậy là được nha. Mình dùng dây kẽm để mình quấn chung quanh cái ống đồng này một đoạn. Rồi, như vậy nha các bạn. Mình sẽ bắt nó vô đây nha các bạn. Tức là để lửa ra nó thổi lên trên này. Cái vòi keo 502 nha. Rồi, mình nhắc vô đây nè. Chặt nha các bạn. Rồi. Bấm cho nó vô cái lỗ này. Rồi, vừa thôi. Rồi, cho nó vào. Đánh dấu đây ha, em bắt con vít nha. Mình xin kết thúc video tại đây. Xin các bạn một like và chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Và nhất là đăng ký kênh, nhấn chuông. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.